À, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip là làm về hướng dẫn đan dây Aerobike. Lý do mình làm cái này là bởi vì một thời gian trước thì mình có một người khách từ Kiên Giang. Thì họ có order lưới từ bên mình về để họ đi đan, nhưng mà các shop đó lại từ chối á, cho nên là khách phải lên tới tận đây để mà đan. Đó thì mình thấy như vậy, cho nên là mình sẽ làm cái clip này để giúp anh em có thể đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng nó tốt hơn. Sợi dây này á, là nó kết hợp giữa là một sợi dây mỏng và một sợi dây dày. Đó thì nó tuy là sợi dây control nhưng mà nó sẽ đáp ứng được cái việc là trợ lực nè. Bởi vì cái sợi dây ngang của nó là sợi dây khá là mỏng, nó rất là mỏng luôn. Nó là sợi aerosonic. Còn sợi dây dọc này nó sẽ dày hơn. Thì mình còn cái loại là Aerobike Boost nữa. Thì những cái Aerobike Boost nó sẽ cho cảm giác cầu tốt hơn nữa, bởi vì cái sợi dây dọc nó còn dày hơn này và nó có độ nhám hơn, nó nhám hơn nhiều. Bây giờ là mình sẽ đi vào chi tiết các bạn ha. Thì sau đây là mình sẽ sử dụng cái cách là mình sẽ vừa xỏ vừa đan luôn cả dây dọc luôn. Còn nếu các bạn mà nếu cảm thấy mất thời gian thì mình có thể là mình xỏ trước vẫn như bình thường, mình vẫn chưa ra khoảng cách để mình kéo dây. Rồi bây giờ mình sẽ xỏ vừa đan nha các bạn. Đầu tiên á là mình canh chỉnh sao cho hai đầu dây này. Đó, mình cầm hai cái đầu dây này. Này mình sẽ kéo hai dây một lúc nè. Rồi mình sẽ kẹp luôn. Thì khi mà kéo hai dây một lúc thế này á là cái sợi này vẫn chưa đủ ký nha các bạn. Đây là mình để mình cố định, mình kéo lại một lần nữa. Kéo lại một lần nữa cho thấy nó đủ. Thức này thì mình vẫn là chốt bình thường nha các bạn. Như trên cái clip mà mình đã hướng dẫn đan vợt đó, thì có cái chỗ mà mình hướng dẫn chốt cái này nè, mình vẫn chốt bình thường. Rồi tiếp theo là dây ngang các bạn ha. Thì mình bắt đầu dây ngang á là từ cái lỗ số 9 nha các bạn. 2, 4, 6, 8, 9 và mình sẽ vào lỗ số 9 nha. Chốt dây ngang thì nó khác xíu so với chốt dây dọc. Thì mình cũng có giới thiệu trong cái clip trước rồi. Đó, thì khi sau khi chốt xong thì mình vẫn đang bình thường. Mình đang bình thường giống như là trong các clip trước á, tức là mình vẫn xỏ rồi đan thôi. Thì các bạn chú ý cái kẹp nha, bởi vì lúc nãy là mình kẹp cái sợi dây dọc là cái sợi dây dày. Bắt đầu chuyển qua dây ngang là sợi dây mỏng hơn. Thì tránh cái tình trạng mà nó bị sai kích thước như vậy, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị tuột dây lại á.
thì nên điều chỉnh lại kẹp một xíu. Rồi, hoàn thành các bạn ơi. Rồi, vừa rồi là cái cách đan của mình các bạn ha. Thì mong là qua cái clip này thì các bạn có thể là mình có thể đan được đó, những cái sợi dây như thế này, Aero3 và Aero3 Boost đó, để mình hỗ trợ được cái nhu cầu khách hàng, đáp ứng được nhu cầu khách hàng tốt hơn. Rồi xin chào các bạn đã xem video.